คนละก็หนึ่งก็เลือกอายก่อนไหนคนละเลือกแล้วแต่คนละเลือกมึงนี่ทำไมจิตใจจะเกะหาเงินเราอาจจะเกี่ยงจิตใจมากน้องเมาไอ้ยี่มาแกมัมบุ้ยอุ้ดควายเด็กหนาวเลยเกล็ดนะคุยทอมอย่างนะคุยทอมบ้านเนี่ยตัวนู้นก็จะเลยเล่นโดยเล่นโดยนะมันคำนะไม่บาดเอ้ยละบาดเอ้ยละบาดเอ้ยอันไหนน่าจะแทงไอ้เถอะเจอไหมเหรอได้แล้วก็ตัวบ้าเลยตัวอู้ละเออกระโดดบ้าเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกระโดดเบลตามมันก่อนเฮิร์นนึงก็ไอ้เนี่ยไอ้หวายเราไปเซฟเอิร์นเลยทุกคนกันทึ่งเลยอ่ะจูฮักทุกคนนะมาตรงที่ดอมมันไปเทมไงดูแล้วก่อนอ๋อจะเลือกเล่นใครอ่ะน้องไปด้าเซียวไก่กับเซียวไก่จะน้องเสืองอุ้ยโอ้ยแม่โซนไงแม่ยูโรดมาแค่ไหนเลยข้าวแค่ไหนลูกยิงไงแค่ไหนต้องไรๆอะไรนะน้องเข้าใจบัตรไหนง่ายรับหนอโอ้ยหนอล่ามไม่เคยเนาะอะไรพวกคนชิมสิน้ำฮอตอย่างมันเนาะเฮ้ยở đây gọi là khu vực để đến rừng già nhé mọi người, cho nên là nguyên sinh, cho nên là vẫn còn nhiều cái cây hoang dại với lại chim. Ok, ui ôi tưởng đá nhỉ, này mọi người quá ác chiến. Ok à, mặc đầy vách đá này. Đó. Mấy nhưng mà lấy làm sao được? Đây. Thường thường nó hay mọc ở những cái điểm như này bọn này. Ui. Bở hơi tai. Hôm nay anh em mình chuẩn bị hôm qua thì là thời tiết còn nắng nóng thì anh em mình mới ra ngoài thì sưu tầm được một ít ếch. Với lại hôm nay anh Thanh với lại anh Thanh với lại Khanh chuẩn bị được đồ gọi là làm tiết canh trên đồi. Tiết canh lợn bản nhá. Lợn bản. Tiết canh. Mới mù buổi sáng luôn đúng không? Đó vừa mù lúc nãy chứ. Tôi tưởng mù buổi sáng thì nó siêu quá rồi. cái gì đấy? Mấy chú rồi. Buông trên kìa. Con gì ăn nó đủ đấy rồi. Không nho chưa chín nhỉ. Này ngâm rượu phải đúng là phải bài. Khác lúc ấy mình quay mọi người ở dưới này. Ừ, sâu dưới, nó húm. Nên là bây giờ mình phải men xong con đường này quay lại để xuống chỗ cũ, chỗ địa điểm Nam với lại Sơn. Đây anh Thanh. Hả? Được. Nhận chứ. Đấy, chim hót đấy. Lên cái viên thì có chim hót ở trên cái lửa sao cây cọ à bạn ơi, để tôi lên cùng nào, chặt được không, hay đào được không, cây to không? Úi giời. Hả? Ừ, hay là đào luôn đi bạn ơi, đào được không? Đây cái cọ nha mọi người. Không, không có ai nữa. Bụi đó này, đấy, bụi nhỏ này. Hay là đào cái nhỏ đi. Cái to có thể tí vận chuyển về khó. Rau này sống rồi hả? Cái gì, dễ nữa này. Tí làm cái này về ươm, về trồng luôn. Đây mọi người ơi, cây cọ rừng nhá. Còn cái chuyện làm gì? What?